Rồi, bấm máy tính nha các bạn. Bấm máy tính Casio, cái phương trình bậc 2 nè. X bình cộng 2X trừ 3 bằng 0. Thì các bạn phải xác định nè, A, đây là A nè, trước X bình nè. B là trước X nè. Và C chính là hệ số tự do nè, đúng không ạ? Thì các bạn bấm nè. On, mod, 5, 3. Được chưa? Xuất hiện A, B, C. A đây, B đây, C đây, và các bạn bấm thêm dấu bằng, 1 bằng, 2 bằng, trừ 3 bằng, bằng. Thì một nghiệm là 1 và một nghiệm bằng trừ 3, và x 1 bằng 1 hoặc x 2 bằng trừ 3. Ok không ạ? Ok nha các bạn.